Xin kính chào các anh chị. Sau đây em sẽ hướng dẫn các anh chị thực hiện nghiệp vụ lập chứng từ mua hàng nhập khẩu không qua kho trên Amis kế toán. Anh chị theo dõi ví dụ sau đây. Ngày 27 tháng 4 năm 2022, doanh nghiệp mua hàng nhập khẩu của công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Tân Đại Phát về giao ngay cho khách hàng, bao gồm laptop ThinkBook 15 inch Gen 2 Intel, số lượng 10 chiếc, đơn giá 974 đô la Mỹ, thuế giá trị gia tăng 10%, thuế nhập khẩu 10%. Doanh nghiệp thuê công ty Logistics Hải Anh vận chuyển và bảo hiểm hàng hóa đường biển. Chi phí vận chuyển hàng hóa và bảo hiểm về đến cảng là 25 triệu đồng, chưa bao gồm VAT 10%. Doanh nghiệp thuê công ty vận tải Havan vận chuyển hàng từ cảng về giao cho khách hàng. Chi phí vận chuyển là 2 triệu 250 nghìn đồng, chưa bao gồm VAT 10%. Doanh nghiệp đã thanh toán toàn bộ tiền hàng và chi phí vận chuyển, bảo hiểm hàng hóa cho các nhà cung cấp bằng tiền mặt. Với nghiệp vụ trên, anh chị thực hiện trên phần mềm với 3 bước như sau. Bước 1: hạch toán chi phí trước hải quan. Bước 2: hạch toán chi phí vận chuyển hàng về thẳng kho của khách hàng. Bước 3: hạch toán chứng từ mua hàng nhập khẩu về không qua kho. Kính mời anh chị theo dõi các bước thực hiện chi tiết như sau. Bước 1: hạch toán chi phí trước hải quan. Trước tiên, anh chị cần vào danh mục vật tư hàng hóa để khai báo hàng hóa là chi phí trước hải quan. Anh chị nhấn thêm chọn tính chất là dịch vụ và khai báo thông tin. Tiếp theo, anh chị vào phần hệ mua hàng, tab mua hàng, nhấn thêm, chọn chứng từ mua dịch vụ. Tại đây anh chị chọn trạng thái thanh toán là chưa thanh toán hay thanh toán ngay. Sau đó anh chị xác nhận việc lập chứng từ mua hàng có kèm hóa đơn hay không, hoặc không có hóa đơn bằng cách chọn các nội dung tương ứng tại đây. Sau đó anh chị tích chọn là chi phí mua hàng và khai báo thông tin chi tiết về chi phí trước hải quan. Anh chị khai báo thông tin nhà cung cấp. Nhập lý do chi và các thông tin khác. Tiếp theo anh chị nhập các thông tin ngày hạch toán. Tại tab hạch toán, anh chị chọn mã dịch vụ tại cột mã hàng và chọn tài khoản chi phí tương ứng. Tiếp theo anh chị nhập số tiền. Trường hợp ở trên anh chị chọn nhận kèm hóa đơn thì anh chị khai báo các thông tin về thuế xuất và số hóa đơn tại tab thuế. Sau khi khai báo xong, anh chị nhấn cất. Tiếp theo, anh chị thực hiện bước 2, hạch toán chi phí vận chuyển hàng về thẳng kho của khách hàng. Anh chị cũng có thể thực hiện việc thêm chứng từ mua dịch vụ tương tự như ở bước 1. Sau đó anh chị chuyển sang bước 3, hạch toán chứng từ mua hàng nhập khẩu về không qua kho. Trên văn hệ mua hàng, tab mua hàng, anh chị nhấn thêm, chọn chứng từ mua hàng. Anh chị chọn loại chứng từ mua hàng cần lập là mua hàng nhập khẩu không qua kho. Tại đây, anh chị chọn trạng thái thanh toán là chưa thanh toán hay thanh toán ngay. Ở đây em lựa chọn là thanh toán ngay và lựa chọn phương thức thanh toán là tiền mặt. Phần mềm sẽ tự động sinh ra các chứng từ chi tiền mặt trên phần hệ tiền mặt. Trường hợp chưa thanh toán, anh chị khai báo điều khoản thanh toán, số ngày được nợ, hạn thanh toán của nhà cung cấp. Tiếp theo anh chị khai báo thông tin nhà cung cấp. Nhân viên mua hàng. Sau đó anh chị nhập thông tin của chứng từ, ngày hạch toán. Ngày chứng từ, số chứng từ. Tiếp theo anh chị chọn loại tiền hạch toán. Trường hợp anh chị chọn là USD, Phần mềm đã tự động lấy lên tỷ giá quy đổi sang Việt Nam đồng. Anh chị có thể nhập lại tỷ giá quy đổi nếu cần. Tại tab hàng tiền, anh chị khai báo các thông tin chi tiết của hàng hóa đặt mua. Tại cột mã hàng, anh chị có thể nhập thông tin mã hàng hoặc tìm kiếm nhanh trên danh sách. Trường hợp khi khai báo danh mục vật tư hàng hóa, anh chị đã chọn tài khoản chi phí cho vật tư hàng hóa rồi thì tại đây khi chọn mã hàng, phần mềm sẽ tự động lấy lên tài khoản chi phí theo nội dung mà anh chị đã khai báo. Tiếp theo anh chị nhập thông tin đơn vị tính, số lượng, đơn giá theo nguyên tệ. Phần mềm sẽ tự động cập nhật thành tiền quy đổi ra Việt Nam đồng tại cột thành tiền quy đổi. Anh chị nhập tỷ lệ chiết khấu nếu có. Tại tab thuế, anh chị khai báo thông tin về thuế xuất thuế nhập khẩu và thuế xuất thuế giá trị gia tăng. Trường hợp mà thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng trên tờ khai hải quan có giá trị khác thì anh chị có thể nhập trực tiếp số tiền thuế tại cột tiền thuế nhập khẩu và tiền thuế giá trị gia tăng. Anh chị chuyển sang tab phí trước hải quan. Tại đây anh chị nhấn chọn chứng từ chi phí để chọn chứng từ hạch toán chi phí trước hải quan đã được lập ở bước 1. Anh chị chọn nhà cung cấp và thiết lập khoảng thời gian lập chứng từ hạch toán chi phí trước hải quan, nhấn lấy dữ liệu anh chị tích chọn chứng từ chi phí trước hải quan của hàng hóa nhập khẩu. Sau đó nhấn đồng ý. Tiếp theo, anh chị thực hiện phân bổ chi phí trước hải quan cho từng mặt hàng nhập khẩu bằng cách nhấn chọn chức năng Phân bổ chi phí mua hàng. Tại đây, anh chị lựa chọn phương thức phân bổ, sau đó nhấn Phân bổ. Chương trình sẽ tự động tính ra giá trị phí trước hải quan dựa theo tỷ lệ phân bổ các mặt hàng nhập khẩu. Anh chị nhấn Đồng ý để hoàn thành phân bổ chi phí trước hải quan. Sau đó anh chị chuyển sang tab chi phí mua hàng để thực hiện phân bổ chi phí vận chuyển hàng hóa đã hạch toán ở bước 2. Anh chị cũng thực hiện việc phân bổ tương tự như là phân bổ chi phí trước hải quan đã thực hiện ở trên. Anh chị chuyển sang tab hóa đơn để khai báo thông tin hóa đơn thương mại của hàng nhập khẩu. Sau khi khai báo xong, anh chị nhấn cất. Anh chị có thể in chứng từ kế toán, phiếu chi ra để chuyển cho các bộ phận liên quan ký duyệt hoặc phục vụ cho công tác lưu trữ chứng từ. Như vậy là em đã hướng dẫn anh chị xong nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu không qua kho. Cảm ơn anh chị đã chú ý theo dõi. Xin chào và kính chúc anh chị thực hiện thành công.